thử bắn chạy trong nhà nha, giống như bắn chim vậy đó. Rớt nhà, rớt nhà nè em. Rớt nhà. Rớt đàng hoàng. Súng là mới làm để nổ thuốc. Cái khi mình bắn là mình nhấn nút này nha, nhấn cái để cho nó xả ra, để cho nó dướng. Con cá là rất mạnh mà. Chung mục tiêu này mình làm bắn chơi theo nha. Thử bắn chạy trong nhà nha, giống như bắn chim vậy đó. Rớt nhà, rớt nhà nè em. Rớt nhà. Rớt đàng hoàng. Ông mau quá.